Sau hơn một năm ra mắt, dòng SUV cỡ trung Ford Bronco cuối cùng đã được bổ sung phiên bản hiệu suất cao Raptor ở thị trường Mỹ. Đây là mẫu xe Raptor thứ 3 của hãng Ford, sau F-150 Raptor và Ranger Raptor. Là phiên bản đường phố mạnh nhất của dòng Ford Bronco hiện nay, Bronco Raptor mới được trang bị động cơ xăng V6, tăng áp kép, dung tích 3 lít. Hiện hãng Ford chưa công bố thông số cụ thể của động cơ này. Tuy nhiên, Ford Bronco Raptor 2022 được dự đoán sẽ sở hữu công suất tối đa ít nhất 400 mã lực, vì dùng chung động cơ với Explorers. Nếu đúng như vậy, Ford Bronco Raptor 2022 sẽ mạnh hơn đáng kể so với bản thường vốn dùng động cơ xăng V6, tăng áp kép, dung tích 2.7 lít, sản sinh công suất tối đa 310 mã lực và mô men xoắn cực đại 542 Nm. Động cơ của Ford Bronco Raptor 2022 kết hợp với hộp số tự động 10 cấp, đi kèm lẫy chuyển số bằng ma-giê sau vô lăng, và hệ dẫn động 4 bánh có 3 chế độ. Ngoài động cơ mạnh mẽ hơn, Ford Bronco Raptor 2022 còn được nâng cấp với hệ thống xả kép đúng nghĩa, hứa hẹn mang đến âm thanh đã tai cho người dùng. Để cải thiện khả năng chạy off-road, Ford Bronco Raptor 2022 có hệ thống kiểm soát địa hình với 7 chế độ tùy chọn. Trong đó, có chế độ 3H để xe chạy tốc độ cao trên sa mạc. Chưa hết, Ford Bronco Raptor 2022 còn được trang bị khung gầm bằng thép cường độ cao. Chiều cao gầm của xe tăng 122 mm so với Ford Bronco thông thường, đạt 333 mm, trong khi cột B và C giúp cải thiện độ cứng xoắn thêm 50%. Bên cạnh đó là tấm ốp giúp bảo vệ gầm của xe khi chạy qua địa hình xấu. Những thay đổi khác của Ford Bronco Raptor 2022 bao gồm ốp cô lốp mới khiến chiều rộng của xe tăng thêm 249 mm. Nằm bên trong hốc bánh của xe là bộ vành Bitlock 17 in, đi với lốp chạy mọi địa hình BF Goodrich có kích thước 37 in. Đây là loại lốp lớn nhất từng được trang bị cho một mẫu SUV thương mại tại thị trường Mỹ hiện nay. Nếu cảm thấy những thay đổi trên vẫn chưa đủ để phân biệt Ford Bronco Raptor 2022 với bản thường, chúng ta có thể quan sát các chi tiết khác như chắn bùn, nắp capo và lưới tản nhiệt. Nằm giữa lưới tản nhiệt là logo cỡ lớn của hãng Ford theo đúng truyền thống của những mẫu xe Raptor. Thêm vào đó là cụm đèn pha LED tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày màu hổ phách, dành riêng cho Bronco Raptor 2022, đèn sương mù LED và đèn off-road. Cản trước bằng thép do bộ phận For Performance phát triển được tích hợp móc kéo. Trên nắp capo và cửa cốp sau có thêm logo Raptor, như dấu hiệu nhận biết cho phiên bản hiệu suất cao. Tương tự ngoại thất, nội thất cũng có một số trang bị riêng, như bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 12 in, vô lăng dày dặn hơn và ốp carbon hay ghế thể thao do For Performance chế tạo. Ghế của xe có thể bọc bằng vinyl hoặc da lộn, tùy theo lựa chọn của người dùng. Trong khi đó, logo Raptor xuất hiện ở nhiều nơi như vô lăng và tựa đầu ghế. Ngoài ra, xe còn có gói 2 package tiêu chuẩn, bao gồm những trang bị như màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 12 in. Trong khi đó, gói Lux Package bổ sung hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng và hệ thống âm thanh Bang Olufsen là trang bị tùy chọn của xe. Dự kiến, xe sẽ chính thức được bày bán tại Mỹ vào mùa hè năm nay. Giá xe Ford Bronco Raptor 2022 khởi điểm từ 1,5 tỷ. So với bản thường, Ford Bronco Raptor 2022 đắt gấp đôi. Xe cộ, XXX.